Kính thưa quý vị, chúng tôi đang bàn về vấn đề nhà văn Nguyễn Nhược Pháp, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Bây giờ chúng tôi có một cái điều mà tôi đang, trong cái lúc chờ quảng cáo, tôi có thưa với chú Doanh, và có lẽ anh em mình đi vào cái vấn đề chính của câu chuyện Nguyễn Nhược Pháp có cái gì đặc biệt, thưa chú? Dạ, thưa với anh và kính thưa quý vị, cái cuộc đời nó chế chêu, định mệnh nó trái ngang lắm thưa vâng, anh. Vâng. Chứ không phải đường vào tình yêu có trăm lần nhớ, có vạn lần sầu. Vâng. Vâng. Anh thấy không? Có những cái ca sĩ họ đã làm những cái bài đúng thơ rồi như vậy mà nó phù hợp vô cho ông Nguyễn Nhược Pháp. Tức là mẹ của Nguyễn Nhược Pháp á, là bà Phan Thị Lựu, một cái cô, một cái người tài. Vâng. Đó. Thì gốc ở Lạng Sơn đó thưa anh. Dạ. Dạ vâng. Thì ở trọ tại cái garage tầng thứ hai của cái khách sạn Trung Bắc ở số 50 phố Hàng Chống, Hà Nội. Thì nó nghiệt ngã thay là cái khách sạn này nó lại là của bố ông, là của cô Nguyễn Văn Vĩnh. Vâng. Và hai người đó thì được phải lòng với nhau thì vâng, hai người lấy nhau. Vâng. Thì thưa quý vị, thì khi lấy nhau như vậy thì bà này bà chỉ là vợ hai thôi anh. Đúng rồi. Người Bắc mình hay phân biệt, đúng không, là người Bắc, nhưng mà tất cả chúng ta hồi xưa còn ở Việt Nam phân biệt vợ hai là thê thiếp nàng hầu. Vâng, xã hội của mình ngày xưa bất công với đàn bà lắm. Không gọi là vợ hai đâu, bà bé. Bà bé mà sao biết người ta bé? Coi như ta bé mà ta có lớn là bà lớn. Anh thấy không? Đó. Thì trong một cái thời gian chế chương như vậy á, thì ông lại quen với một cái cô đầm. Vâng, cô Suzanne. Nghe là cô Suzanne. Rất là đẹp. Đúng. Đó. Mà là bạn của bà nhá. Dạ, mà là bạn của bà Lựu này. Đấy. Đó. Khổ ghê. Thì thành ra quý vị, nói tới đây hai anh em chúng tôi cũng ngậm ngùi đấy kính thưa quý vị. Vâng. Cái sự ghen tuông nó không có cái limit kính thưa quý vị. Và khi cái người phụ nữ mà người ta đã ghen rồi á, thì bất kể những cái chuyện thì người ta cũng có để người ta làm được hết với anh. Thì chú nói chuyện mà hình như chú kinh nghiệm về ghen lắm, chú bị ghen bao nhiêu lần rồi? Em bị ghen nhiều lắm mà tới bây giờ em vẫn còn bị ghen nữa. Chú ơi. Dạ vâng. Thành ra bây giờ nó tại anh cứ khai thác em rồi vợ em về em tra tấn em. Vợ xin lỗi bà Doanh nhá. Dạ vâng. Thì bà xã bà nói chứ sau này bà biết là cái chuyện này nó quá bình thường đối với em rồi. Vâng. Tại vì dù sao nữa anh em cũng mười, anh em mình cũng là trong giới truyền hình truyền thanh đó. Vâng vâng. Bà nói là rồi có nhiều khi các bạn bè của bà đi làm ngoài thấy em ở trên truyền hình á. Vâng. Rồi cũng nghĩ thì cái nói nhiều quá bà bực mình, bà về bà nói với em, bà nói với bạn bè của bà, khi anh bước ra khỏi nhà em không cần biết, khi nào anh bước về nhà rồi đó thì em mới nghĩ rằng lúc đó là anh là chồng của em. Vậy là thi mới thực tế đấy, bởi vì có những người đàn bà mà khôn ngoan nhất bảo kệ ông đi đâu rồi ông cũng về nhà. Đó, anh thấy nghẹn ngào. Còn vợ tôi mà bạn bè cái chọc và coi chừng chị mất anh, nhà tôi nói có câu dễ thương lắm. Thêm mỡ thì bớt dầu. Đó hai anh em mình á. Có giờ mỡ thì đỡ dầu. Cho nên cái bí quyết của cuộc đời hạnh phúc của người đàn ông là phải có người đàn bà tuyệt vời. Dạ. Hiểu biết chồng và thương yêu chồng. Dạ. Và tôi đã thưa với quý vị, ông Doanh này ông ấy khổ cũng là đúng thôi. Bởi vì ông là con người làm truyền thông từ lâu rồi, quý vị thấy không? Mà khi đã là truyền thông là phải đi ra, phải tiếp xúc. Dạ, dạ, vâng. Đó, chứ phải ru rú ở nhà như Dương Đại Hải đó, chứ bây giờ gần 90 tuổi đầu rồi mà rút cục rồi vẫn chưa biết cái gì đâu và mới đâu cả, thưa chú. Dạ không ạ, cái câu này em phải mở qua kép là anh cũng phải ở tại nhà không? Thế là ông Doanh ông nói chứ. Em, dạ vâng. Em còn bé lắm, thơ của Nguyễn Nhược Pháp. Nhưng mà thực sự đó thì em cũng nhắc lại cái đầu chương trình hai anh em mình thư chuyện với cùng quý vị khán giả đó, thì quý vị cũng vừa nói là anh Dương Đại Hải khô cằn sỏi đá lắm. Đó. Qua những bài bình luận của anh rất là sâu sắc và rất, vâng, rất, mà phải nói là em trong một kết là rất là nghiêm độc nữa. Vâng. Nhưng, dạ vâng. Và trong cái chương trình câu chuyện văn học cuối tuần đó, tôi không thấy ông Dương Đại Hải là một con người như vậy. Mà tôi chờ thấy ông trẻ thại và ngây dơ, ngây thơ và rất là thân thương với chúng dạ, tôi. Cảm ơn chú. Và một lần đấy nữa thì Nguyễn Doanh cũng xin tất cả quý vị đã gọi cho Nguyễn Doanh, cảm ơn anh Dương Đại Hải và đã với Nguyễn Doanh. Thì đó, con người của anh Dương Đại Hải là như vậy. Tính Nguyễn Doanh đã làm việc với anh mấy chục năm nay, lúc nào anh Nguyễn Doanh cũng kính trọng anh và coi anh đạo mạo. Cảm nhưng mà chú, thực sự ra qua những cái chương trình này,
chúng tôi lột hết, đúng, cởi mở hết. Bằng chứng bây giờ tôi cũng đang học ông Doanh. Cái vấn đề đàn bà người ta ghen là có thật không? Có chứ anh. Nó như thế nào chú? Đây, em, anh lại xé ngang của em. Thì kính thưa quý vị, anh Dương Đại Hải, anh hỏi một câu rất là ghen. Đàn ông đàn bà đều có ghen hết trơn á. Vâng. Nhưng mà cái ghen á, nó phải đúng nơi và nó đúng chỗ. Thí dụ như cái bà Lựu á, bà lấy súng là bắn á, thì cũng là một cái ghen. Nhưng mà cái ghen á, nó độc đoán quá. Tôi thì cho là cái bà Lựu này, bà ấy gọi là tiếng Anh nó gọi là gì, extreme, là một con người nó quá độ, phải không? Dạ. Đó là vì, thưa quý vị, chú Doanh chú ấy nói bà Lựu này là bà vợ bé của cùng Nguyễn Văn Vĩnh, mà bà ấy là một tay chơi, phải nói thẳng như vậy. Dạ. Gốc là người Tày. Người Tày, đúng là rồi. Dân ở dân tộc thiểu số ở miền Bắc, Lạng Sơn, Cao Bằng. Dạ. Thế mà lại về Hà Nội mà lại biết tiếng Pháp, mà lại ở cái hotel của cái ông quốc tế Nguyễn Văn Vĩnh là đây một tay quốc tế rồi quý vị xem. Yeah. Người đàn bà này không có đơn giản. Yeah. Mà là biết bắn súng. Yeah. Đó, mà nghe nói cái súng mà bà ấy tự tử đây á, tôi có đọc thì tôi tìm hiểu thì là của một cái ông Phủ Trọng, là chủ cái đồn điền Sa Lê. Yeah. Là bạn của Nguyễn Văn Vĩnh, cho Nguyễn Văn Vĩnh mượn. Yeah. Thế mà Nguyễn Văn Vĩnh lại để cho bà bé lấy súng đó và bà ấy tự tử. Mà bà ấy tự tử một cách oai hùng lắm cơ. Yeah. Trong cái lịch sử viết lại là bà ấy đưa ngay vào họng súng vào miệng bà ấy. Yeah. Và bà ấy lấy cò. Yeah. Cho nên bà ấy chết ngay tại chỗ. Yeah. Đúng theo cái thời Tây là ông Nguyễn Văn Vĩnh cũng bị dí líu, mà cái ông Phú Trọng cũng bị. Đúng rồi. Nhưng mà toàn những cái dân Tây làm lớn thành người ta rút cục rồi. Em đi như vậy. Nhưng mà cái vấn đề chính là tôi hỏi, thế thì cái vấn đề ghen nó có mấy loại ghen thưa chú? Em nghĩ rằng á, ghen á, có trăm ngàn loại ghen lợi. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề ghen á, là thí dụ như bây giờ em cũng giống như anh, hai anh em mình muốn yêu cái một người nào đó, cái người đó khi mà đã trao thân gửi phận cho nhau, không có thể nào mình quên được hết trơn á. Đàn ông cũng như đàn bà, thành ra cái vấn đề ghen đây nó rất là sâu sắc. Nhưng mà Nguyên Anh xin nhắc lại một lần nữa là ghen cho đúng nơi đúng chỗ. Chứ còn anh em mình, bây giờ anh cứ thử tưởng tượng một cái người, cái thân thể, một cái thân xác của họ, họ đã cho mình rồi, mà bây giờ tự nhiên cái người đó lại đi ăn ở với người khác, anh điên không? Thế thì thưa với chú rằng ghen như bà này là có nên hay là không nên? Em nghĩ là cái bà này, cái ghen của bà này thì theo cái sự đánh giá của em là ghen tuyệt vọng. Đúng. Là tại vì bà yêu cái ông Vĩnh thì quá đi. Nhưng mà bây giờ đó, mà em nghĩ là trong cái này nó hơi yếm thế một chút xíu, là cái bà Lựu này đó, nếu mà bà so sánh với cái bà mà coi lai pháp như vậy ấy, thứ nhất là sắc là bà không bằng rồi. Đúng rồi, bà Susan. Đó, sắc là không bằng rồi. Đó, kiến thức thì chưa chắc đã hơn bà này. Đúng. Thành ra người ta nó ở trong cái khổ ải anh, thành ra người ta tuyệt vọng và người ta chết như vậy. Đặt trong trường hợp như anh với em ấy, cũng như vậy thôi. Và kính thưa quý vị, để cho nó hạ bớt cái chịu mà ghen tuông đi đó, thì tất cả chúng ta trong đời này đó, yêu ai, thương ai thì mình đều có cái sự ghen hết đó. Vâng. Nhưng mà ghen thì cho nó đúng nơi đúng chỗ, đừng có ghen bừa bãi để mất cái hạnh phúc gia đình của mình. Đúng rồi. Thì bây giờ chú nói rất đúng. Cũng như là người ta khuyên cái gì chúng ta vừa vừa phải phải thôi. Yeah. Cho nên tôi Dương Đại không bao giờ ghen đâu. Là vì nếu mà tôi thất tình cũng có chứ. Thế nhưng mà tôi chỉ chủ trương trong vòng 5 phút. Tây nữa gọi là qua loa chôm. Đây là cái tiếng nửa Việt nửa Pháp. Qua loa thôi, sơ sơ thôi. Yeah. Mà thêm chữ chôm vô thành giá vẹp cho nó vui. Yeah. Thì chúng ta chỉ là yêu qua loa chôm mà ghen cũng qua loa chôm. Thì cuộc đời của mình nó không bao giờ đến nó tuyệt vọng. Vâng, em cảm ơn anh, em ơi xâm lấn anh chút xíu, anh không có ghen mà anh tuông thôi. Phải ghen chứ, nếu mà mình không yêu là sao ghen. Yeah. Thế nhưng mà ghen như chú Doanh nói, vừa phải và vừa độ. Cho nên tôi thương cái ông Nguyễn Nhược Pháp này. Ông ấy xuất thân trong một cái thân thế đã là thiệt thòi, mẹ là bà hai. Đấy. Trong một cái xã hội ngày xưa tôi không bằng lòng, ngày xã hội ngày xưa đối xử với đàn bà quá tệ. Tôi kể cái kinh nghiệm bản thân của tôi này. Tôi có nói sơ cho chú Doanh nghe, ông nội tôi ngày trước ông chỉ làm tri huyện thôi. Yeah. Thế nhưng mà ông có đến 4 bà cơ. Thế thì mà lại bà cả đi cưới những bà sau cho ông mới buồn cười chứ. Cái phong tục ngày xưa nó như thế. Yeah. Thế thì bà cưới bà hai về cho ông ấy,
ngày xưa không gọi là bà hai đâu, gọi là bà bé, nàng hầu. Dạ đúng. Thế thì mà thật ra nàng hầu chưa được cưới thì gọi là nàng hầu. Nó còn chia vợ lớn, vợ bé rồi mới tên nàng hầu. Đó, nàng hầu là chỉ có đi theo thôi. Thế rồi về nhà, ông nội tôi đã sai lính hầu. Truy hiện ngày xưa là có lính hầu oai lắm. Bắt lính hầu đem vào cái rừng mới, nhưng mà phải cưa chân. Quý vị thấy, mà thưa quan lớn, tại sao con lại phải cưa chân? Ông bảo, đây là bà bé mà, còn bà lớn mà biết tao, bà bé giường thấp. Thế mà trong một nhà, phòng này thì ông nằm với bà lớn, phòng kia với bà bé, nhưng mà cái giường bà bé là phải thấp hơn một tấc. Thế xong rồi đến cái nàng hầu thì lại còn phải thấp hơn nữa. Thì tôi không hiểu được cái quan liêu ngày xưa, cho nên tôi không thích cái quan liêu là vậy. Chúng ta không nên có quan liêu phong kiến thực dân, cái đó là tội cho người dân lắm. Rồi có cái tính này nữa cơ. Khi mà bà ấy làm gì sai, ông đuổi, ông đánh, thì lúc mà bà ấy chạy ra ngoài nắng thì ông lại phải kêu người hầu đưa cho ông cái ô rồi mới đi ra ông đánh. Ông nghiệt ngã thiệt chứ. Ông đánh cái nàng hầu ở ngoài sân mà ông phải chống dù, chống ô, có lính hầu nó che ô rồi ông mới quất. Thế thì nhà kể lại những câu chuyện đó tôi bất mãn. Tôi thương mấy cái bà, cho nên cái trường hợp cái cô Hai Lựu này, mẹ của Nguyễn Nhật Pháp, là một đàn bà lý tưởng ở cái chỗ đó, thưa chú. Cho nên mình là ông Nguyễn Nhật Pháp nhiều cái thiệt thòi. Vâng, thành ra em theo qua cái sự chia sẻ của anh thì em mới biết, phải không? Thế nào là vợ hai, thế nào là nàng ngầu. Vâng. Đó. Thì thưa quý vị, thì tuần trước đó, hai anh em tôi cũng đã gửi đến quý vị những cái vần thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Vâng. Thì tiện đây nói về vấn đề ghen. Vâng. Em xin chia sẻ với anh cùng với quý vị thính giả. Cái ghen của Bính như vậy: tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Hay quá. Những lúc có tôi và mắt thứ. Đó. Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn đừng nghĩ đến ai, đừng hèn dù tiếng cánh hoa tiên, đừng ôm gối trước đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bên biển lắm người. Chúa ơi, ghen đến như thế. Ông ghen cỡ đó đó. Thế thì ông này ông khổ là đúng rồi. Dạ. Còn tôi thì tôi không có ghen đấy kìa. Làm sao mà có thể cấm cô ấy được, cô đang mơ ông khác là sao mình cấm được. Dạ. Mình chỉ có làm sao mà trong cái tình yêu nó sự tin tưởng. Dạ. Và nó thật lòng với nhau. Đàn ông mà ghen là dại. Dạ. Tôi nói thật với quý vị của là đó. Mất anh. Chúa đồng ý không? Đúng. Tại là, sao? Là vâng. Tôi muốn mùi thơm của mùi nước hoa. Chúa ơi. Mà cô thường sức chẳng có bay xa. Đây là Nguyễn Diệu Pháp. À, không, anh Nguyễn Bính. Đúng, Nguyễn Bính là đúng rồi. Nguyễn Bính. Nguyễn Bính là cái ông vua tìm vợ đòi vợ. Đó, đó. Chẳng làm ngây ngất người qua lại. Vâng. Dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Hay quá. Đến có ghen mà đi tắm biển cũng ghen nữa, ghen hết ý. Mà cái mùi dầu thơm mà không, em thấy cái tắm biển thì em không có nói rồi. Vâng. Nhưng mà tới cái mùi dầu thơm á là em biết. Chúa chính ơi. Em cũng đã bị ghen rồi. Tại vì cái mùi dầu thơm, thí dụ như các nàng xích Chanel. Vâng. Hoặc là xích những cái mùi dầu thơm. Ngày xưa là cái nước hoa Emotel. Emotel đó, dạ, dạ, dạ. Kính thưa quý vị, một lần nữa anh em chúng tôi tạm dừng vài phút miên man về văn chương. Chúng tôi sẽ trở lại về phút kính thưa quý vị và cảm ơn quý vị.